Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay tôi xin trân trọng gửi đến quý vị và các bạn một mẫu xe hạng C số tự động nhập khẩu nguyên chiếc quý vị và các bạn nhé. Đó chính là chiếc xe Hyundai i30 phiên bản CVK. Chiếc xe được sản xuất năm 2009, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội và đăng ký là năm 2010 các bạn nhé. Và chiếc xe này thì mới chạy có 14 vạn km thôi, cam kết với quý vị các bạn là đồng hồ chuẩn nhé, chạy rất là ít. Chiếc xe này là tôi mua được của một chị công chức nhà nước ở Hà Nội luôn bạn ạ. Thì chiếc xe này là chúng tôi cam kết với quý vị các bạn là không tai nạn, không gặp nước, keo chỉ nguyên bản, máy móc tất cả là còn nguyên bản và đã độ thêm rất là nhiều đồ rồi các bạn nhé. Dàn lốp Michelin thì mới thay này, lắp thêm màn hình Android rất xịn này, camera lùi, camera hành trình đầy đủ hết luôn các bạn nhé. Và chúng tôi đang bán chiếc xe này với giá là 252 triệu đồng thưa quý vị các bạn. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Hyundai i30 CVK nhập khẩu nguyên chiếc này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi số 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ những kênh ô tô 360 của chúng tôi và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên trên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Và sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về chiếc xe Hyundai i30 phiên bản CVK nhập khẩu nguyên chiếc 2009 này ạ. Mời quý vị và các bạn. Và ngay sau đây thì tôi sẽ không để quý vị và các bạn phải chờ đợi lâu nữa. Tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi một vòng quanh xe để xem về phần thân vỏ bên ngoài của chiếc xe Hyundai i30 phiên bản CVK nhập khẩu nguyên chiếc, sản xuất năm 2009, đăng ký năm 2010 này các bạn nhé. Đấy, nhìn về phần bên ngoài rất là đẹp luôn, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội. Đấy, chiếc xe này nước sơn zin nguyên bản của xe còn rất là nhiều các bạn nhé. Và ở cái phiên bản i30 phiên bản CVK các bạn xem này, là xe cũng đã được trang bị đèn pha bi xenon rồi các bạn nhé. Đèn pha bi xenon và còn rất là mới đây các bạn này. Cụm đèn pha rất là mới, chưa có bị xước sát gì cả hay là chưa có bị cong vênh, nứt vỡ gì đâu các bạn nhé. Rất là đẹp này. Đấy, một chiếc xe phải nói là rất là đẹp. Gương chiếu hậu gập điện, tích hợp xi nhan trên gương. Tay nắm cửa mạ chrome. Giá nóc. Đấy, phiên bản này là phiên bản Hyundai i30 CVK đây các bạn nhé. Ngày xưa mua những chiếc xe này từ những năm 2010 là rất là đắt tiền, cho nên là hay bị cạy những cái chữ này, cho nên là những cái xe ngày xưa mua là xong là toàn phải bắn bảo vệ đây này. Đấy, và chiếc xe này cũng đã được lắp thêm đầy đủ option từ màn hình Android, camera lùi này, cảm biến lùi đầy đủ luôn các bạn nhé. Một chiếc xe phải nói là rất là đẹp. Và tôi cho quý vị các bạn xem về cái độ chạy nhiều hay chạy ít ở chiếc xe này nhé. Thì chiếc xe này là được chủ xe thay cả một cái dàn lốp Michelin rất là xịn này. Đấy, dàn lốp mít rất xịn nhá, mà còn dày, nhìn như mới luôn bạn này. Mà thay cái dàn lốp này từ năm 2021 này này. Cả dàn lốp thay 2021 mà lốp còn mới như này thì quý vị các bạn biết được luôn là xe này chạy nhiều hay là chạy ít các bạn nhá. 21 này. Đấy. Dàn lốp này là sản xuất năm 2021. Tính ra là 3 năm thay cái đôi dàn lốp này được 3 năm rồi mà còn mới như thế này thì quý vị các bạn biết được là chạy nhiều hay chạy ít rồi đúng không? Đấy, 2021 này. Cả dàn Michelin xịn này. Đây, đều 2021 luôn các bạn nhé. Mà còn dày, còn mới như thế này, nhìn như mà là cái lốp mới thay ấy. Nhìn dàn lốp như là mới thay mà là đã thay được từ năm 21, tức là 3 năm rồi mà dàn lốp rất là mới thì các bạn biết được là chủ xe chạy nhiều hay ít rồi đúng không ạ? Đèn phanh trên cao đầy đủ luôn bạn nhé. Nhìn về phần bên ngoài này, nước sơn zin của xe còn rất là nhiều, không có bị đâm đụng, không có bị va chạm gì đâu. Sau đây tôi sẽ mời quý vị các bạn cùng tôi xem về phần nội thất bên trong. Cam kết với quý vị các bạn là keo chỉ còn nguyên zin nhá, chưa có mất một phân keo chỉ nữa đâu. Gương chiếu hậu thì gập điện, tích hợp xi nhan trên gương. Đấy, toàn bộ từ táp bi cánh cửa này cho đến táp lô, vô lăng cần số này, tay phanh đều rất là đẹp. Đây trần, phần trần các bạn này, không có bọc biết gì cả, mỉ nguyên bản mà còn mới còn đẹp như này đây. Nội thất ghế da cũng nguyên bản luôn bạn nhé. Nội thất ghế da nguyên bản và đồng hồ công tơ mét thì đúng 14 vạn này. 14 vạn 7 các bạn ạ, 14 vạn 7 nghìn này, đồng hồ chuẩn nhá. Rất là đẹp luôn.
tất cả là còn nguyên bản. Với những chiếc xe nhập khẩu thì quý vị các bạn biết rồi đấy ạ, rất là bền và đẹp đấy. Tiếp theo tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau. Cửa phía sau bên lái đây các bạn này, keo chỉ các thứ là nguyên bản rồi. Táp bi cánh cửa này đều rất đẹp luôn. Và nội thất ghế da đằng sau, sản xuất năm 2009, đăng ký năm 2010, tính ra là 14 năm sử dụng rồi mà cái ghế nó còn đẹp và mới như này các bạn này. Với những chiếc xe nhập khẩu thì quý vị các bạn biết rồi đấy ạ, tất cả những cái chất liệu để mà làm nên chiếc xe đều là chất liệu xịn các bạn nhé. Từ những cái bậc cửa này cũng chưa có bị xước sát gì cả các bạn nhé. Trải sàn da rồi đấy, rất là đẹp luôn. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi bước lên xe để xem về cái phần option. Bây giờ thì tôi cứ tạm thời là tôi cứ bật điện lên đã. Đấy, tôi nổ máy rồi. Đấy, nổ máy lên để xem. Đồng hồ công tơ mét này, 14.7. Ôi, loa nghe hay quá. Loa nghe hay quá, to quá, tôi phải cho nhỏ bớt đi. Âm thanh của chiếc xe này nghe rất là hay các bạn ạ. Chưa bóc cái ni lông của màn hình cơ, cho nên là bấm cảm ứng nó không nhận. Đấy, chưa bóc cái ni lông ra đâu nhé. Màn hình này chưa bóc ni lông, mới độ các bạn nhé. Đấy, và đồng hồ 14 vạn này, tất cả còn rất là mới, rất đẹp. Toàn bộ từ táp lô này các bạn xem này, táp lô, táp bi cánh cửa đều rất là mới này. Những phần nỉ trần, đấy, nỉ trần này, phần nhựa này đều rất là đẹp luôn các bạn nhé. Chiếc xe, những chiếc xe này thì gần như là xe gia đình sử dụng. Và chiếc xe này là của một chị công chức nhà nước đây. Chị công chức nhà nước này. Đấy, chị công chức nhà nước đi, cho nên là còn rất là đẹp luôn bạn nhé. Phiên bản này là phiên bản này 1.59, tức là 1.6 đấy ạ. Đấy, i30 CVK là 1.6 quý vị bạn nhé. Đấy, bây giờ thì tôi lại tạm thời tắt cái động cơ đi, tôi ra ngoài tôi giới thiệu tiếp cho quý vị các bạn những cái phần còn lại của chiếc xe. Và tiếp theo tôi sẽ mở cái cốp sau này lên cho quý vị và các bạn cùng xem. Đấy, về cái phần cốp sau nhé. Cốp sau đây, toàn bộ từ những cái ốc cốp sau này, đấy, đến keo chỉ cốp sau này, cao su này, đều rất là mới luôn quý vị các bạn nhé. Chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm, cũng như có chưa bị xước sát gì ở bên trong bạn ạ. Bên ngoài còn nguyên zin cơ, cho nên là bên trong còn nguyên zin là điều đương nhiên. Đấy, và chiếc xe này thì đã có cái chắn cốp rồi các bạn này. Chắn cốp này, chắn cốp đây các bạn nhé. Đấy, chắn cốp đầy đủ hết rồi các bạn này. Đấy, rất đẹp luôn. Và chiếc xe này thì cốp cũng còn rất là sạch sẽ, không có bị xước sát gì các bạn nhé. Gần như là ít người để đồ cho nên là rất đẹp này. Toàn bộ những cái phần nhựa này, phần nỉ trần ở cái khu cốp này. Những chiếc xe mà chạy dịch vụ nhiều ấy là nó hay bị xước sát và nó bẩn bởi để đồ của khách. Nhưng chiếc xe này là xe gia đình cho nên là rất đẹp luôn bạn xem. Đấy, và đây, dưới đây là lốp sơ cua còn mới tinh chưa hạ các bạn nhé. Lốp sơ cua còn mới tinh chưa hạ luôn. Đấy, có điều là đây, cái lốp sơ cua còn nguyên vạch sơn đây này, chưa hạ, có điều là nó hơi bẩn một chút là do chúng tôi không lau đi thôi, chứ còn nguyên vạch sơn đấy các bạn nhé. Lốp còn nguyên vạch sơn, chưa hạ đâu, sơ cua còn nguyên, kích với đồ nghề còn mới tinh ở trong đấy các bạn nhé. Đấy, mới nguyên luôn các bạn xem này, còn tem này. Biển Hà Nội, biển 30A rồi các bạn nhé. Đây, biển 30A này, biển Hà Nội, biển 30A. Và tiếp theo tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau. Bên phụ này, keo chỉ là cũng còn nguyên zin. Táp bi cánh cửa này đều rất đẹp. Từ những cái ghế da đằng sau đều rất là mới luôn các bạn nhé. Những phần nỉ trần, ghế da đều rất là mới và đẹp luôn các bạn này. 2010 mới đăng ký, chạy đúng 14 năm rồi. 14 năm rồi mà còn đẹp như này đây các bạn này. Đấy, keo chỉ, cánh cửa các thứ là còn nguyên zin rồi. Chúng tôi cam kết với quý vị bạn là nguyên zin toàn bộ từ táp bi cánh cửa này cho đến táp lô, vô lăng, cần số, tay phanh đều rất là đẹp này. Ghế da, cái ghế da bên này còn rất là mới. Những chiếc xe nhập khẩu thì người ta sẽ sử dụng những chiếc, những cái chất liệu da nó xịn hơn là những chiếc xe lắp ráp trong nước các bạn nhé. Cho nên là cái ghế của nó là da xịn này, rất là xịn, càng dùng thì nó lại càng mềm và càng bóng, càng dẻo, chứ nó không rách như những chiếc xe da kém chất lượng bạn nhé. Rất là đẹp này. Đấy, giấy tờ các thứ đầy đủ luôn đây. Đăng ký đăng kiểm đầy đủ. Và chiếc xe này thì tôi cũng vừa mới đăng kiểm xong bạn nhé. Vừa mới đăng kiểm xong rồi này. Tôi vừa mới đăng kiểm xong là vẫn còn nguyên, để nguyên đây này. Đây, vừa mới đăng kiểm 22 tháng 7 này các bạn này.
vừa mới đăng kiểm xong luôn bạn nhé. Cho nên là quý vị và các bạn nào mà mua chiếc xe này thì yên tâm luôn, vừa đăng kiểm rồi, chất lượng là không phải lo. Hyundai cũng đã trang bị cho chiếc i30 CVK 2009 này là một cái khối động cơ xăng DOHC với dung tích 1.6 lít các bạn nhé. Và ở cái động cơ này tôi giới thiệu cho quý bạn xem đây ạ, tất cả là còn nguyên bản này, nguyên bản từ ốc chân máy cho đến ốc mặt máy luôn bạn nhé. Với những chiếc xe nhập khẩu nó rất là bền bỉ các bạn ạ, lăn bánh 14 vạn rồi mà ốc mặt máy còn nguyên này, chưa có thay răng giàn cò đâu nhé, rất là đẹp và khô, máy móc rất là khô đẹp này, chưa có bị chảy dầu hay là thấm dầu gì các bạn ạ. Đấy, rất là mới luôn bạn nhé. Chúng tôi cũng đã dọn dẹp sạch đi rồi bạn ạ, cho nên là quý vị các bạn có thể yên tâm về chiếc xe này, tất cả các chi tiết ở trong khoang động cơ này là còn nguyên bản này và rất là mới đây các bạn nhé. Chưa có một con ốc nào bị tháo ra ở cái phần động cơ này của bạn ạ. Đa số là chủ yếu là mới chỉ có thay dầu và vệ sinh ở những cái khu vực lọc gió, lọc điều hòa và thay dầu ở đây thôi, mở cái nắp ra thay dầu thôi, chứ còn chưa có cái vấn đề gì cả ở cái phần động cơ này các bạn nhé. Đấy, rất là đẹp luôn, tất cả những con ốc tai, ốc cabo, keo chỉ cabo này còn nguyên zin hết luôn bạn nhé. Đấy, những cái cabo còn dán cả tem này, tem vào số vin các bạn nhé. Đấy, tất cả những cái này là nó mất tem này, là nếu như thay cabo đâm đụng hay va chạm là nó mất tem này các bạn nhé. Chiếc xe Hyundai nhập khẩu thì họ hay dán cả tem số vin đây này, đây là số vin, kể cả bên tai này cũng đều có tem số vin đây các bạn nhé. Cho nên là nếu như mà đã phải làm lại, sơn lại là bao giờ nó cũng sẽ bị mất tem. Đấy, tem này là còn nguyên zin hết luôn bạn nhé. Đấy, giảm sóc cũng còn nguyên zin, chưa tháo, chưa sửa chữa gì cả các bạn này. Phải nói là một chiếc xe rất là đẹp, nhập khẩu nguyên chiếc, vừa bền, thứ hai nữa là chạy ít, chủ xe giữ gìn cẩn thận, bảo dưỡng đầy đủ, cho nên là chiếc xe còn rất là tốt luôn bạn nhé. Thưa với quý vị và các bạn, vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị và các bạn toàn bộ về chiếc xe Hyundai phiên bản i30 CVK sản xuất năm 2009, nhập khẩu nguyên chiếc về Việt Nam 2010, đăng ký tên tứ nhân, biển Hà Nội, lăn bánh 14.700.000 km. Và chiếc xe này thì chúng tôi cam kết với quý vị và các bạn là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản, máy móc tất cả là còn nguyên bản luôn. Chúng tôi có thể cam kết bằng văn bản cho quý vị và các bạn nhé. Và chúng tôi đang bán với giá là 252 triệu đồng. Thưa quý vị và các bạn, vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Hyundai i30 phiên bản CVK nhập khẩu nguyên chiếc này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883, để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở số 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên trên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây, và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Trăm người bán, vạn người mua, hơn thua nhau là ở cái chất lượng. Những sản phẩm tốt thì không bao giờ có giá rẻ, những sản phẩm giá rẻ thì chưa chắc đã tốt. Vừa rẻ mà lại vừa tốt thì không bao giờ có đâu nha mọi người. Quý vị và các bạn nào mà muốn mua được sản phẩm tốt thì đừng vội quan tâm đến giá cả, mà hãy quan tâm đến chất lượng của sản phẩm đó như thế nào đã. Một điều đặc biệt là khoa học đã chứng minh, những người thường hát một mình trong nhà vệ sinh thì là những người rất là vui vẻ và yêu đời. Những người đang xem video mà like video, đăng ký kênh là những người rất là thông minh. Vì vậy mà quý vị và các bạn đang theo dõi video thì xin hãy like video, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên trên kênh ô tô 360 nè. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều.
Mm-hmm.